Hello mấy ông, meGAME đã quay trở lại rồi đây. Đã được một thời gian với quá nhiều những video giả thuyết hay top bí ẩn, thì giờ tôi sẽ quay lại với video tóm tắt câu chuyện đấy mấy ông ơi. Và con game được tôi chọn mặt gửi vàng cho video lần này chính là Ark Survival Evolved, một tựa game sinh tồn mà tôi nghĩ rằng nhiều anh em sẽ không để ý cốt truyện đâu nhỉ. Nên là bây giờ, hãy chuẩn bị sẵn não để coi video này, vì tôi nhắc lại là cốt truyện lần này sẽ rất lằng nhằng và phức tạp nhá, là rất phức tạp, nên phải tập trung coi để không bỏ lỡ chi tiết nào nhá. Bây giờ thì vào video thôi. Con game Ark Survival Evolved này cũng ra mắt tận 10 DLC với nhiều cốt truyện bổ sung, nên để có thể làm cho mấy ông một cái video cốt truyện chính xác nhất thì chắc là cái video này sẽ dài cỡ mấy tiếng mất. Nên hôm nay tôi sẽ cố gắng tóm gọn nhất cho anh em toàn bộ cốt truyện trong Ark. Vì là tóm gọn nên tôi sẽ lược bớt đi nhiều chi tiết và nhân vật không quan trọng, chỉ để mang lại cho anh em một cốt truyện tổng quan nhất. Trước khi vào video thì cũng nên giải thích một số thuật ngữ quan trọng trong game cho anh em chứ nhở. Đầu tiên là Element. Element là một khoáng chất kỳ lạ có nguồn gốc từ những viên thiên thạch từ bên ngoài vũ trụ. Nó sẽ xuất hiện trong một cơn bão thiên thạch đâm vào trái đất. Công dụng của nó là vô hạn và một thời đại mới của Tech đã ra đời. Cho các ông không biết thì Tech là thuật ngữ chỉ những đồ vật hoặc những sinh vật đã bị nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi những nguyên tố Element. Element có sự sống, đó là một sinh vật sống phát triển và hoạt động và bám vào các dạng sống khác, từ con kiến nhỏ nhất đến toàn bộ hành tinh, giống như một loài ký sinh vậy. Tuy nhiên, Element lại hoạt động giống như một loài thực vật hơn là động vật. Mỗi lần sử dụng Tech, thứ công nghệ được cung cấp và xây dựng dựa trên Element sẽ phát tán ra không khí một lượng nhỏ nguyên tố phấn hoa để gieo hạt. Những nguyên tố Element sẽ ảnh hưởng theo hai cách, tốt và xấu. Ảnh hưởng tốt thì có màu xanh lam, ảnh hưởng xấu có màu tím. Trái đất theo như chúng ta biết thì trái đất trong Ark đã được chia thành 3 kỷ nguyên riêng biệt: thời kỳ tiên sử, thời kỳ hiện đại và thời kỳ tương lai. Và một thời điểm nào đó sau thời kỳ hiện đại của chúng ta, những nguyên tố Element đến trái đất và Tech trở thành bước tiếp theo trong hành trình phát triển của nhân loại. Ok, giờ vào cốt truyện này. Nhân vật chính đầu tiên của chúng ta là Helena Walker. Helena là một nhà sinh vật học người Úc đến từ thế kỷ hiện tại của chúng ta, đầu thế kỷ 21. Khi chúng ta gặp Helena lần đầu tiên, cô ấy đã ở trên The Island một thời gian và cảm thấy rằng The Island quá kỳ lạ khi có sự xuất hiện của những sinh vật đáng ra không nên tồn tại như khủng long hay rồng. Cùng với sự xuất hiện cùng lúc của những con người xuất phát từ những thời đại khác nhau cũng để lại cho cô muôn vàn nghi vấn. Là một nhà sinh vật học, cô ấy đã ghi nhận sự kỳ lạ của hệ sinh thái trên The Island. Điều kỳ lạ là đám sinh vật này rất dễ dàng được thuần hóa, điều này có thể nằm trong DNA của chúng. Kỳ lạ hơn là khi nhiều loài được thuần hóa cùng nhau, chúng không cắn xé và động chạm đến nhau. Helena nghi ngờ nguyên nhân của những sự việc này là do tên nhà hóa học Rockwell, người đã từng là bạn học của cô. Rockwell hoàn toàn trái ngược với Helen. Hắn ta là một nhà hóa học đến từ London thế kỷ 19. Rockwell bị cuốn hút hơn bởi việc tạo ra phương thuốc và tăng cường sức mạnh. Rockwell đã sử dụng những tù nhân chiến tranh cũng như những người thuộc bộ tộc nhỏ để thử nghiệm những phương thuốc mới của mình. Có thể nói, hắn ta là một kẻ xảo quyệt và bị ám ảnh bởi khoa học điên rồ của mình. Rockwell đã phát hiện ra tạo tác đầu tiên trong một hang động. Cho mọi người không biết thì tạo tác là những vật phẩm đặc biệt trong Ark, có thể tìm thấy trong các hang xung quanh Ark. Hắn ta liên kết tạo tác này với Obelisk và sau đó hắn tuyển mộ bộ lạc Iron Brotherhood để lấy những tạo tác cho hắn ta. Có rất nhiều bộ lạc tồn tại trên đảo, nhưng có một bộ lạc tên là The New Legion bắt đầu vươn lên tất cả những bộ lạc khác, và bộ lạc này được dẫn dắt bởi một người đàn ông tên là Gaius Marcellus Nerva đến từ Roma khoảng năm 100 trước công nguyên. Mối đe dọa duy nhất đối với The New Legion là nhân vật chính thứ hai của chúng ta, Mei Yin Lee, một phụ nữ Trung Quốc cổ đại. Mei Yin là một nữ chiến binh có khả năng thuần hóa khủng long. Cô làm việc như một lính đánh thuê, bảo vệ các bộ lạc nhỏ để kiếm thức ăn và hàng hóa. Mei đã có một cuộc giao chiến với New Legion trong khi bảo vệ một bộ tộc khác và đã đánh bại The New Legion. Mei gặp Helen trong khi Helen đang tìm hiểu thêm về những dữ kiện để hỗ trợ lý thuyết của cô ấy về The Island. Bất chấp những ấn tượng không tốt về nhau lúc mới đầu gặp, Mei ngày càng tin tưởng và tôn trọng Helen. Helen và Mei tạm chia tay nhau. Mei rời miền Nam đến Penthest Sharks. Cô và bộ lạc The Sharks đã cùng nhau truy đuổi The New Legion. Tuy nhiên, The New Legion đã bí mật châm ngòi, tạo ra một trận chiến giữa bộ lạc The Sharks và những sinh vật của Mei. Sau đó bộ lạc đã đổ mọi tội lỗi lên Mei và đuổi cô ấy đi. Không lâu sau khi Mei rời đi, The New Legion thu phục được The Sharks. Sau khi bị đuổi đi, Mei và Helen kết hợp với nhau. Họ chiến đấu với Mega Pithecus và họ đã chiến thắng. Tuy nhiên, ngay sau khi trở về, họ bị phục kích bởi The New Legion. Helen bị bắt và Mei chạy trốn. Nerva ra lệnh cho Helen đưa họ đến cửa hàng Tech. Khi toàn bộ The New Legion và Rockwell tiến vào hang động Tech, Mei đã bí mật hành động. Cô giải thoát Helen và cả hai người lần theo dấu vết các thi thể Legionnaire dọc theo hang Tech để đến bản dịch chuyển. Họ được đưa đến Overseer Arena, hay còn được gọi là Stalis Sanctuary. Mỗi người có một mục tiêu khác nhau. Helen muốn tìm ra sự thật đằng sau The Island. Rockwell mong muốn tiếp tục các thí nghiệm và mở rộng sức mạnh của mình. Mei muốn trả thù Nerva vì đã tàn sát các con thú của cô ấy, trong khi Nerva mong muốn sức mạnh của các Obelisk để thống trị The Island như một vị thần. Cuối cùng, Helena cũng phát hiện ra được sự thật. The Island chính là một Ark, và Ark là một tập hợp các trạm không gian nổi trên không gian của trái đất đã tuyệt chủng. Toàn bộ hệ sinh thái là giả mạo và được con người gây dựng nên. Bây giờ cô ấy có nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Trong hành trình tìm kiếm thêm thông tin, Helena đã kích hoạt bằng điều khiển Starless Century. Cô đã thấy được nhiều Ark có hình dạng khác xa so với The Island. Khi cô tiếp tục loay hoay với các nút, cô đã vô tình chọn phải một Ark và bị cuốn vào Scorched Earth. Helena tiếp tục trải qua những giai đoạn sinh tồn giống như trên The Island và cô đã ghi chép lại những điểm tương đồng giữa hai Ark này. Trong một chuyến thám hiểm với bộ lạc nhỏ, Helena bị tấn công bởi những con golem đá và sau đó được cứu bởi một người gọi là Wali Al-Aswad. Ngay lập tức bị thu hút bởi Wali Al-Aswad, Helena đã ra sức tìm kiếm cô ấy. Cô biết được rằng Wali Al-Aswad sống trên đỉnh của dãy núi phía nam. Và sau khi leo lên đỉnh, cô gặp lại Wali Al-Aswad. Người này tiết lộ rằng đã luôn dõi theo Helena kể từ khi cô đến. Cô cũng biết thêm được rằng là không có nhiều người có thể chuyển từ Ark này sang Ark khác. Nhiều thập kỷ trước khi Helena đến Scorched Earth, một nữ tu sĩ trẻ người Ai Cập tên là Raya đã định cư với một nhóm nhỏ những người sống sót ở Đông Nam. Raya là nguyên nhân dẫn đến sự tôn sùng Obelisk và coi những cây cột khổng lồ này như ánh sáng dẫn đường và bảo vệ cho thành phố Noctis của cô. Khi Noctis ngày càng phát triển thì càng nhiều những người có âm mưu xấu xa muốn tấn công thành phố. Raya đã tuyển được một người giám hộ tên là John Dakea, một người Mỹ da đỏ sống ngoài vòng pháp luật đến từ miền Tây hoang dã của nước Mỹ. Trong một nhiệm vụ phải đi tiêu diệt bầy Mantis, vì cứu một đồng đội, John đã bị trọng thương và anh ta được đưa trở lại Noctis và được Raya chăm sóc. Trong thời gian chữa thương, cả hai đã nảy sinh tình cảm. Thành phố Noctis càng ngày càng phát triển và những người ở đây trở nên tự mãn và cao ngạo. Họ kích hoạt Obelisk và một buổi sáng nọ, những cây cột Obelisk phát ra những tia sấm sét giáng xuống Noctis. John kéo lấy Raya và cả hai đã chạy trốn. Toàn bộ thành phố đã bị nuốt chửng. Rất nhiều bạn bè và những người thân cận của họ đã chết trước mặt họ. Cả hai đi về phía nam đến tàn tích của thành phố Manticore, nơi họ trú ẩn. Bầy Mantis nhân cơ hội này đã tấn công cả hai. Trong sự tuyệt vọng cùng những nỗ lực cuối cùng, John lấy bản thân mình ra làm vật hy sinh và để cho Raya chạy. Raya đánh bại những con quái vật còn lại và Obelisk đã trở lại bình thường vì nó coi cô ấy không phải là mối đe dọa. Trong lúc được kích hoạt, Obelisk đã tạo ra những Wyverns, tức là những sinh vật có hình dạng khá giống rồng. Cô định đập những quả trứng của Wyverns để trả thù cho John, nhưng vì bản tính thánh thiện của mình, cô đã nuôi dưỡng những con Wyverns. Raya trở thành mẹ đầu tiên của loài rồng và thề sẽ trả thù những cây cột Obelisk. Quay trở lại với tên khoa học gia điên rồ Rockwell, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Starless Sanctuary, Rockwell vô tình được đưa đến Scorched Earth. Hắn cũng may mắn tìm thấy một thị trấn nhỏ có tên là Prophets Reds. Rockwell cảm thấy ngỡ ngàng khi thấy thị trấn Prophets Reds đã có được cả 3 tạo tác nhưng lại không làm gì với chúng. Sau khi thu thập đầy đủ nguyên liệu, Rockwell rời khỏi Prophets Reds lấy trộm các đồ tạo tác mang theo. Trên đường đi, Rockwell gặp được một gia tộc tên là Burning Phoenix và với bộ não lươn lẹo của mình, hắn ta lợi dụng lúc hoàng hậu sắp sinh để nhân cơ hội trở thành bác sĩ riêng của nhà vua. Sau khi Rockwell giao đứa trẻ và đảm bảo một vị trí đáng tin cậy bên cạnh vua Timur, hắn ta nói dối với đức vua về sức mạnh mà Obelisk có thể ban cho ông ta và thuyết phục vua Timur sử dụng những đồ tạo tác mà anh ta lấy trộm để kích hoạt Obelisk. Timur đã nghe theo Rockwell và nhờ sức mạnh của Obelisk, ông ta đã lấy được đầu của Manticore, đồng thời mang về một đống quặng kim loại kỳ lạ. Rockwell ngay lập tức bị quyến rũ bởi đống kim loại. Nó phát xung thứ năng lượng giống với Obelisk. Hắn ta đặt tên cho kim loại nhẹ và cứng này là Edmundium, nhưng thật chất chúng là những Element. Không muốn dây dưa thêm, Rockwell trốn thoát với một mảnh Element. Hắn ta chạy trốn qua sa mạc. Ngay lập tức Element bắt đầu ảnh hưởng tới tâm trí của Rockwell. Hắn ta bắt đầu thèm muốn và khao khát Element một cách cực đoan. Và khi Helena và Wally tìm ra hắn ta nghĩ rằng họ tới đây để đánh cắp Element của hắn. Vì Helena chưa bao giờ đụng mặt hắn ta khi cô còn bị Nerva giam giữ, nên cô không biết về sự phản bội của hắn. Khi Wally phát hiện ra đầu của Manticore trong kho đồ của Rockwell, cô ấy đã nói với Rockwell và Helena rằng họ có thể rời khỏi Scorched Earth Do Ark này chỉ có một người giám hộ là Manticore và khi nó bị đánh bại thì họ có thể rời đi. Helena và Rockwell cùng Wali đến tàn tích của thành phố Manticore. Cô ấy hộ tống họ qua hang Tech và lên bàn dịch chuyển. Khi chào tạm biệt họ, Wali đã tiết lộ tên thật của mình, Raya. Câu chuyện tiếp theo là của Diana, một phi công với mái tóc đỏ của United Republics of Earth, viết tắt là URE. Cô thức dậy trên Ark cùng một nhóm đồng đội của cô, cũng như các kẻ thù từ liên đoàn Terran. Có thể thấy, Ark này được thiết kế cho những người lính đến từ tương lai, bởi vì nó có chứa quặng Element, thứ mà chỉ có những người tương lai biết và phổ biến trong xã hội của họ. Bỗng nhiên, bầu khí quyển nơi hành tinh họ đang sống bỗng dừng mỏng đi, hình ảnh ba chiều được giả lập bắt đầu mờ dần. Khi mặt trời mọc, bức xạ mặt trời trộn với bức xạ từ Ark đốt cháy bề mặt hành tinh. Những người sống sót ở tương lai đã trú ẩn trong một hang động lớn dưới mặt đất. Ở đó, họ thành lập một ngôi làng Tech và bắt đầu dự án Gateway dựa trên những cây cột Obelisk và họ đã xây dựng nên một thế giới dưới lòng đất tên là Aberration. Quay lại với Mei, khi Mei Yin rút kiếm khỏi bàn điều khiển ở Stalis Sanctuary, cô và xác chết của Nerva đã được chuyển đến bề mặt tối của Aberration. Với vết thương mới lành trên mặt và xác Nerva đẫm máu bên dưới, Mei quyết định ngủ lại một đêm trong một hang động gần đó. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện ra cơ thể của Nerva đã biến thành tro bụi ngay trước mặt cô. Mei chạm trán với những người sống sót trong làng Tech. Cô đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu với họ, thế nhưng một người trong số họ là Diana đã thuyết phục cô gia nhập làng Tech. Diana tiến hành kế hoạch đột nhập vào phòng Element ở xa làng Tech. Nhiệm vụ của cô là đột kích một số cấu trúc Tech ở dưới đó và quay trở lại với các mảnh Element siêu tích điện, hay còn gọi là Red Gems, cho dự án của Gateway. Tuy nhiên, ngay khi đến nơi, họ bị phục kích bởi Reapers, khiến cho chỉ còn Diana và một đồng đội khác còn sống. Trong lúc nguy cấp, Mei đã xuất hiện để cứu Diana. Helena và Rockwell bây giờ đã biết cách hoạt động của Stalis Sanctuary. Họ sử dụng bảng điều khiển để chọn một điểm đến mới. Cùng với nhau, Helena và Rockwell đến Ark tiếp theo. Nhưng khi đến Ark mới, Helena và Rockwell bị lạc. Họ được Mei Yin cứu trong bộ đồ Tech. Mặc dù cả Mei và Helena rời The Island trong hoàn cảnh không mới tốt đẹp, nhưng khi gặp lại, họ vẫn chào nhau như những người bạn thân thiết. Mặt khác, Rockwell trông có vẻ ít hào hứng hơn khi thấy Mei và bộ đồ Tech của cô ấy. Trên thực tế, hắn ta rất tức giận khi một người phụ nữ có đầu óc đơn giản và man rợ như Mei lại có được Edmundium của hắn ta. Nhớ lại lời tiên tri đen tối của Raya, nơi này sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ ai chinh phục nó. Helena cố gắng hết sức để thuyết phục những người sống sót trong Tech ngừng xây dựng nó. Ban lãnh đạo của Tech tiếp thu ý kiến và cử Helena, Mei và Santiago lên mặt đất để kiểm tra một Obelisk, còn Diana ở lại với Rockwell. Cuộc điều tra của Santiago về Obelisk chứng minh lời tiên tri của Helena và Raya là đúng. Santiago nói rằng ngay cả khi họ ngừng những công trình lại, Obelisk vẫn có khả năng phá hủy ngôi làng. Thay vào đó, anh ta và những người sống sót khác trong làng Tech dịch chuyển vào sảnh Tech sâu bên trong trung tâm của Ark. Họ đi qua Gestation Room, nơi sản xuất các sinh vật của Ark, nơi Ark tái tạo ra nhân loại. Đó khiến tất cả mọi người trừ Helena ngạc nhiên và khiến nhiều người đặt câu hỏi về sự tồn tại của mình, đặc biệt là Mei. Tuy nhiên cuối cùng, những người sống sót đến được trung tâm của Ark và vô hiệu hóa các Obelisk. Ngay sau khi họ làm vậy, Ark giải phóng ra một đám quái vật để tự vệ, và những người sống sót thì hầu như không thể chạy thoát. Bản năng của Mei trở lại và cô ấy cố gắng dẫn những người sống sót đến nơi an toàn. Sau một thời gian ở làng Tech, ban lãnh đạo đã bị ấn tượng bởi năng lực khoa học của Rockwell nên đã đồng ý để hắn ta xuống hang Element, thu thập thêm 2 mẫu Elemental. Sau khi thu thập xong, hắn ta trở về làng và bắt đầu thử nghiệm của mình. Hắn ta lấy Element trong làng và thanh lọc nó bằng cách loại bỏ những tính chất làm Element ổn định. Sau đó, hắn ta tiêm Element vào một sinh vật tích điện và trở thành một con quái vật hùng hãn, nhưng may mắn rằng Diana đã giết chết nó. Rockwell bị cấm tham gia những thí nghiệm này và hắn ta căm hận Diana và thề rằng sẽ trả thù cô. Hắn ta đã lén lút tiếp tục những nghiên cứu điên rồ của mình. Rockwell lấy một ít máu của chính mình, trộn nó với Element và sau đó tiềm trở lại cơ thể của mình. Hắn ta biến thành một con quái vật và phá hủy ngôi làng. Mei chạy đến tìm Diana nhưng đã muộn màng, chỉ có thể nhìn cô mỉm cười rồi chết trong vòng tay của mình. Mei và Helena đã đuổi theo Rockwell đến căn phòng Element. Rockwell giờ đã trở về hình dạng thật của mình. Helena và Mei đẩy tên khoa học gia điên rồ xuống dưới hang sâu. Santiago và những người sống sót còn lại hợp tác với nhau để hoàn tất dự án Gateway trong vòng 2 tuần. Cuối cùng, tất cả họ cùng nhau bước qua Gateway. Còn Rockwell, sau thất bại dưới tay của Helena và Mei, đã trở thành một phần của mã Ark. Sau khi đi qua Gateway, những người sống sót còn lại xuất hiện trên một hành tinh hoang vu chết chóc. Những người sống sót cảm thấy bị sụp đổ khi nhìn thấy cảnh hoang tàn này. Santiago xác nhận Hành tinh này chính là trái đất. Helena suy luận rằng Ark đang sửa chữa bầu khí quyển của trái đất. Santiago cũng cho biết rằng có một lượng lớn các Element trên trái đất hiện tại, nhiều hơn rất nhiều so với thời của anh. Mỗi khi công nghệ Tech chạy trên Element được sử dụng, nó sẽ phát tán ra một vài hạt giống trở lại bầu khí quyển. Những hạt này lắng xuống đất để mọc lại. Element phát tán và sinh sản giống như loài thực vật. Santiago suy luận rằng những Element nếu cứ đà phát tán như thế này thì sớm thôi trong tương lai sẽ xảy ra một thế kỷ chiến tranh sử dụng vũ khí hỗ trợ bởi các Element, đồng thời tạo ra những con quái vật kinh khủng. Và làm thế nào để chống lại những con quái vật này? Đó là sử dụng những bộ giáp mech khổng lồ. Santiago đã thiết kế ra những bộ đồ mech khổng lồ với súng Tech trong một tay và một thanh kiếm laser trong tay kia. Mỗi mech có khả năng chuyển đổi các vũ khí khác nhau như một khẩu pháo tầm xa hay một bệ phóng tên lửa vác trên vai. 4 con mech khi kết hợp lại ở cấp độ nguyên tử sẽ tạo ra Mega Mech. Nó cao ngang ngửa với vua Titan và có sức tàn phá khủng khiếp. Tuy nhiên, Santiago cho rằng không ai trong nhóm của họ đủ chuyên môn để thực sự điều khiển mech với hình thức alpha. Santiago đã chọn ra 4 người điều khiển là Mei Yin, Helena, một cô gái tên Kazuma và chính bản thân Santiago. Tuy nhiên, nửa ngày trước khi các mech sẵn sàng hoạt động, các Titan trên trái đất đã tìm thấy những người sống sót. Chúng hành quân đến trại Omega và Santiago với mech duy nhất có thể hoạt động đã đánh lạc hướng đám Titan để cho những người khác có thời gian trốn thoát. Trước cuộc phục kích, Santiago đã định vị được một tín hiệu có thể cung cấp câu trả lời về Ark và trạng thái hiện tại của trái đất. Hóa ra tín hiệu là một kho lưu trữ vẫn còn hoạt động với tất cả các câu trả lời mà Helena mong muốn. Ark là những thuyền cứu hộ được thiết kế để nuôi dưỡng tất cả các loài sự sống, thực vật, động vật, con người và chúng được cho là sẽ kết thúc với Reseed Protocol, tạm dịch là nghi thức gieo hạt. Tức là những Ark sẽ quay trở lại trái đất và gieo lại những sự sống đã được nuôi dưỡng, nhưng đã có điều gì đó không ổn. Nghi thức đáng lẽ phải là dấu chấm hết cho Ark, nhưng do sự nhiễm độc Element quá nặng trên bề mặt, các Ark không bao giờ quay trở lại trái đất và trở thành những cái bẫy đầy chết chóc bay khắp vũ trụ. Mây phát hiện ra một vật thể có hình dạng giống như bộ phận cấy ghép trong cánh tay của mình và đưa nó cho Helena xem. Nó tự nhiên vỡ tan thành một viên ngọc sáng và làm lóe lên một loạt hình ảnh qua đầu của Helena. Những hình ảnh lóe lên trong đầu Helena ngày càng rõ ràng hơn và cô ấy thường xuyên có những ảo ảnh về Tomb of Ascension, tạm dịch là lăng mộ thăng thiên. Các Titan đã tìm thấy những người sống sót và đội quân bóng tối đang ở phía sau. Mei Yin ra lệnh di tản những người sống sót chạy trốn. Helena ôm chặt lấy viên ngọc ánh sáng mà cô tin rằng nó phù hợp với thiết bị cấy ghép trên cánh tay cô. Dưới sự rượt đuổi của Titan và quân đội bóng tối, những người sống sót gần như đã chết gần hết. Helena trong lúc còn tỉnh táo đã chỉ cho Mei con đường tới lăng mộ thăng thiên. Sau khi phát hiện ra lăng mộ, theo như những lời của Helena nói, Mei đã đặt Helena vào bên trong ngai vàng. Mei đã phòng thủ bên ngoài lăng mộ với bộ mech của mình. Sau khi đánh bại các Titan thì bộ giáp mech của Mei cũng đã bị hủy hoại nghiêm trọng. Cô quay trở lại lăng mộ, đúng lúc thấy Helena vụt sáng, bay lên thăng thiên, để lại mình cô là con người duy nhất còn lại trái đất. Mech của cô thì đã bị hỏng và cô ngất đi. Khi cô tỉnh dậy, một Titan khác đang sắp lấy mạng cô và lúc này một bộ giáp mech xuất hiện và bảo vệ cô. Bộ giáp được điều khiển bởi một nữ phi công tóc màu đỏ, Diana. Sau khi Helena thăng thiên, Mei Yin là người duy nhất còn lại trên trái đất. Helena lúc này cảm thấy thật tội lỗi khi để lại người bạn cũ một mình và tuyệt vọng tìm kiếm ai đó để giúp cô. Trong cơn tuyệt vọng, Helena đã hồi sinh Diana từ Aberration, người đã chết khi cố gắng ngăn cản Rockwell. Diana tỉnh dậy với một mảnh kim loại trên cánh tay. Dưới giọng nói hướng dẫn của Helena, Diana đi vào thành phố. Cuối cùng, cô tình cờ gặp được bộ giáp mech bị rơi của Santiago và lên đường tới cứu Mei. Diana đi đến một bong kê cách xa thành phố. Đây là trung tâm điều khiển của tất cả các Ark. Ở đây, Diana khám phá ra được thêm một số thông tin. Rằng Ark đã tích hợp sẵn các biện pháp để giảm tỷ lệ độc tố của Element xung quanh khu vực chúng hạ cánh xuống. Nhưng số lượng Element trên trái đất vượt xa bất cứ thứ gì mà Ark có thể xử lý. Chúng còn được lan truyền bằng cách gieo hạt và được bảo vệ bởi các Titan. Diana và Helena đều quan tâm đến một địa điểm được gọi là Arad Pram ở phía bên kia địa cầu. Mei và Diana bắt đầu hướng tới đó, nhưng họ bị ngăn cản bởi sự xuất hiện của vua Titan. Biết rằng họ không thể chạy mãi mãi, Diana phải dùng đến biện pháp cuối cùng, khởi động Mega Mech. Dưới sự hướng dẫn của Helena, họ đã chế tạo được Mega Mech. Cả hai đã cùng nhau đánh bại được vua Titan. Họ đã tìm đến Arad Pram để tìm câu trả lời và sự cứu rỗi cho trái đất. Và vận mệnh của trái đất sẽ phụ thuộc vào bạn, chính là người chơi. Bạn sẽ là người tìm cách để đưa các Ark đang trôi nổi trên vũ trụ quay trở về trái đất. Ngoài ra, mình sẽ giải thích lý do tại sao Helena lại có thể hồi sinh được cho Diana. Helena Walker là One Who Waits. Vậy One Who Waits là gì? Đó là một người có thể giao tiếp với cả hệ thống Ark và nhân loại, ngay cả sau khi đã thăng thiên. Mỗi Ark đều được cung cấp năng lượng và giám sát bởi một thành viên của Homodoids, trạng thái mà Helena đã thăng lên trước khi cô trở thành One Who Waits. Đối với mỗi Ark có một Homodoids, giống như với trái đất có One Who Waits. Vậy Homodoid là gì ấy nhỉ? Cho mấy ông không biết thì những người thăng thiên là một dạng của Homodoids. Cách đây hàng thế kỷ hoặc hàng thiên niên kỷ, một số Homodoid trên trái đất đã từ bỏ hình dạng vật chất chính là cơ thể của mình để chuyển sang thăng thiên và tích hợp với hệ thống điều hành tất cả các Ark. Có thể nói cho dễ hiểu, Homodoids là con người nhưng tồn tại ở trạng thái phi vật chất, có thể hiểu là trạng thái tinh thần và kết hợp với hệ thống Ark. Ngoài ra vẫn còn vô số những câu hỏi chưa được giải đáp như các lựa chọn khác của loài người để thoát khỏi sự tuyệt chủng là gì? Chính xác thì Adat Pram là gì và chuyện gì đã xảy ra với Mei và Diana? Element đến từ đâu? Đó là một tai nạn khi thiên thạch va vào trái đất hay là đã có ai đó gửi nó tới? Nhưng do video đã quá dài nên những câu hỏi chưa được giải đáp, có thể tôi sẽ cho ra một video giả thuyết về Ark sau cho mấy ông nhé. Ok, trên đây là tóm tắt cốt truyện của con game Ark. Dài quá đọc bờ cả hơi tai mấy ông ạ. Nên là nhớ like và share cho tôi nhé, chứ làm cái video này mệt lắm đấy. Còn bây giờ thì tới mục radio tâm sự tuổi hồng thôi. Làm sao để không bị bồ đá vậy? Chỉ giúp tôi với. Trước tiên thì mấy ông cần phải có bồ trước đã. Sau những video đầu thì anh nói giọng Nam, còn sau này thì giọng Bắc vậy anh. Tại vì tôi người miền Trung. Cái gì cũng hay, nhưng xạo lìn là hay nhất. Nhưng tôi khóa xem meGAME xạo lìn vì nó thuyết phục vợ lờ. Cảm ơn and love you 3000. Anh đọc comment em đi anh. Em lớp anh đấy ha ha. Giọng anh cute thế. Nhưng anh lỡ lớp bạn ở trên rồi. Ad ơi, em muốn không làm mà vẫn có ăn thì làm sao ạ? Thì kệ em. Ok, chương trình Tâm sự tuổi hồng đến đây là tạm hết. Anh em muốn lên TV thì hãy tích cực bình luận vào nhé. Đừng quên khung giờ 18 giờ thứ 2, 4, 6 mỗi tuần để đón chờ video mới của meGAME. Vui vui thì cũng lên thứ 5 nữa, cũng như là để xem comment của anh em có được đọc hay không. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.